shopinhao.vn, Acliquen giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopinhao.vn. shopinhao.vn. Ok, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Lum Boom. Nghe nói cái tướng này được tăng sức mạnh. Mình thấy rằng support mà tăng sức mạnh thì mình thấy nó cũng bình thường, chả có gì đặc biệt. Nếu như mà cái con tướng support mà tăng cái sự gọi là độ châu bò của nó lên thì nó mới ngon. Chứ còn tăng sức mạnh cái đam của nó bé tí, ăn thua gì đâu. Nhưng mà trong tay mình thì nó khác nha. Mình sẽ lên phung phép để cho nó có sát thương phép. Nó độc dị dị so với người ta. Đó là mình nói thôi, chứ mình làm thì mình sẽ lên tanh nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi theo vị tướng Viret. Mình bụp một cái này, bụp một cái này. Đó, ghê chưa. Dạo gần đây mình hay đi support ghê luôn á. Trước kia mình ít khi chơi support lắm các bạn. Mà dạo gần đây mình chơi liên tục luôn. Bây giờ support nó không giống ngày xưa nữa. Ngày xưa chơi support cứ đi theo đéo theo AD. Trời ơi, cứ đứng rình rình trong bụi, chán muốn chết. Còn bây giờ thì trời ơi, hết đánh quái này nó. Đi combat này, đánh nhau lên, đánh nhau xuống dưới này. Đập nhau liên tục luôn, đá lắm luôn đó. Mình quái, mình thích quýnh nhau gì đó à. Bởi vậy bây giờ đi support nó không hề nhàm chán như ngày xưa nữa. Rồi. Rồi xong, Ryoma chết chắc rồi. 3 đánh 1 thì không chột, cũng hút cho một phát nè. Bẹt đầu nè, đó. Ghê chưa. Mọi người thấy trang phục này đẹp không? Trời ơi, xanh lè xanh lét luôn, giống như cái con bùa xanh luôn á. VIP hiệu ứng kỹ năng có luôn nha. Trang phục bậc S mà, hiệu ứng kỹ năng gọi là xanh xanh đỏ đỏ đồ các thứ các kiểu, con là điểu. Ui ui, ngộ không kìa, ngộ không kìa. Đâu rồi, tàng hình không mày? Mày tàng hình không mày? Sao Veret tay mình phải đấy tự dưng lại bị đơ như cái cơ nhỉ? Có lẽ như bạn ấy đang gọi là suy nghĩ về cái vấn đề gì chăng? 1, 2. Không có, không có lính, không đánh nhau. Rồi Richter đi ra này, đi ra này. Một đấm này, một đấm nè. Ui dồi ôi, chưa kịp hút. Thôi, cố gắng gọi là ăn cái con Kasa phát. Chủ yếu pha đấy thì mình muốn đuổi nó đi để cho nó không muốn không muốn nó chạy ra cái con Kasa này, nhìn nhìn ngó thôi. Thật ra thì mình đuổi đi thành công rồi đấy. Giờ ăn cái con Kasa này là xịn xò, yeah. 50 vàng. Đi về nha các bạn, hết mana rồi. Tốn mana dễ sợ luôn. Trời này tên mình có Elsu chơi thuộc dạng là best luôn rồi các bạn. Ghê lắm. Có màu xanh xanh đỏ đỏ đồ các thứ, kinh thật đấy chứ. Màu xanh đó là xanh lá cây, xanh lá cây chắc là bét tỉnh gì đó à. Tốt tỉnh, người ta gọi là tốt tỉnh đấy. Không biết bắn có hay không đây nữa. Nhưng mà mình thấy bạn ấy tốt tỉnh thì chắc bạn ấy khá là tốt. Nào 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 nào. 1, 2, 3 lên trời. Ui, giải khống chế sớm thế. Trời ơi, lên giải khống chế nhanh gọn nhẹ vậy. Mình thấy lên trời một cái là hết lên, cái là hiểu mà bạn ấy lên giải khống chế rồi. Thôi tiếp tục đi theo Veret kiếm mấy con quái nhỏ, cái kinh nghiệm đồ cứ thứ điểu điểu nào. Bùm bùm, vã vào mồm nó, quýnh nó, xúc nó, phang nó, hút nó. Rồi ok, chạy ra đường giữa đánh nhau. Trời đông dữ vậy, quá trời đông luôn rồi. Có chạy ra đây mình hồi máu cho này. Không ai ra hết trơn nữa các bạn. Cái thằng Richter kia nó áp sát theo mình, nó đánh kìa. Mày há bưởi. 1, 2, 3, lên trời. Bẹt đầu nè, đứng lại, đứng lại. 3 giây nữa. Hay vãi. KS hay chứ làm cái gì. Nói chung là ngon rồi. Mình thì mình support mà. Mình có quan trọng ăn mạng đâu mà. Nó lâu chẳng may mình KS mạng thì mình ăn thôi, chứ còn mình cứ vừa mới nói xong, không cần ăn mạng mà cuối cùng lại ăn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy điểm thông thạo của mình không? Quá là bé đúng không? Tại vì mình ít chơi con này lắm. Con này là cái con tướng mà mình vào làm clip, chứ mình cũng chẳng có, bây giờ mình chơi bình thường, leo rank ít lắm, hiếm lắm, chỉ có vào làm clip cho anh em xem thì mình chơi thôi. Chứ cầm vị tướng Lum Boom mình leo rank thì thật sự là không phải phù hợp. Nếu mà mình đi mình đánh chơi vui thì mình sẽ đánh con khác. Bụp chiêu. Map sáng vậy VO. Ghê, lại map sáng à. Ê ê ê. Ê, chạy qua đây, qua đây, chạy, 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 ra đây, 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 ui về được kìa. Hay vậy. Ngon đấy. Rồi mình sẽ solo với cả vị tướng Richter. Richter trang phục đẹp thế nhờ. Đẹp thế nhờ. Ryoma chuẩn bị lên này, xúc này. Đúng rồi. Ryoma bị dụ rồi, đầu săn. Ngu người. Chạy lại gần mình bút cho.
mình bút phụ trợ cho A không? Đây chạy đi cô, chạy đi thế bút kiểu gì? Xa nhau quá. Rồi chết rồi. Ủa sao Veres đâu ấy? Ủa Veres rồi. Ôi trời ơi, mình cà khịa đó, mình khều khều nó để cho bạn ấy bay vào mà. Anh Hảo hả? Tên giống vô đối hả? Chứ gì nữa. Trời ơi, nhìn cái tên là biết ai rồi. Ghê thế cơ chứ, hôm nay lại gặp người quen à. Nhưng mà bạn này chắc là ít xem clip, đâm ra bạn đang hỏi thôi. Chứ phải những cái bạn khác một cái là hello Hảo, cute. Đấy. Cho em lên Triệu Vân. Cho em lên TV à. Ghê, lên chứ. Cố gắng múa hay vào là lên luôn. Trời ơi, lung linh là lên luôn. Mày Violet này, map sáng này. Đủ, mới đi vào một phát là mới chạm vào cái bụi cỏ một cái là Violet chạy luôn là sao ta? Vớ vẩn thế nhở? Bụp chiêu. Trời ơi, bắn đầu quá. Ui, nó bắn đầu quá. Đầu xanh này thì bắn này, giỡn mặt này. Làm sao mà về được nữa? Hai em. Trời ơi, ghê quá Hảo ơi. Húc phát đi luôn các bạn ạ. Quá dữ rồi. Quýnh luôn. Xúc cho một cái nè. Bẹt đầu nè. Đấm luôn. Bây giờ cái nội tại của cái con tướng Lumbum này các bạn, nó tăng được tầm xa lên. Bây giờ là những cái con tướng nào mà được Lumbum hỗ trợ là rất là mạnh. Nó tăng giáp cho ấy các bạn. Ngon không? Quá ngon luôn. Với hình cả hình như là thay đổi cái chiêu 1 hay sao ấy. Mình đọc thông tin thì mình thấy như vậy. Mình thì mình cũng không chơi con này nhiều, đâm ra mình cũng không quá quan tâm về mình cái vấn đề đấy. Mình chỉ thấy là cái tầm nội tại của nó được tăng xa thêm. Ngày xưa là 5m à, bây giờ lên 8m luôn. Quá già luôn, xa quá, tít mũ tắp luôn. Như vậy là những cái người mà được Lumbum đứng gần là sẽ được bút giáp các thứ. Nó xa hơn ngày xưa, xịn sò con bò. Bạn cho tớ ăn con Blue đi. Trời ơi, không nhường luôn trời. Không nhường mình luôn hả? Vớ vẩn thế các bạn nhỉ. Ô. Aya lại còn bị giảm sức mạnh các bạn ạ. Con tướng nó đã yếu sẵn rồi còn giảm nó đi nữa. Quá tay. Chán dễ sợ Linh Quân luôn. Lúc đầu nó mới ra mắt thì nó phế này. Đến khi mà nó bụp một cái nè. Đến khi mà nó thấy phế quá, không ai thèm chơi thì Garena tăng sức mạnh cho nó được xíu. Tăng sức mạnh mà cũng chả có thêm thấy nhiều người chơi cho lắm. Cuối cùng bây giờ lại giảm nữa rồi. Thế giảm nữa rồi, giờ ai chơi? Này, ô. Hay quá. Bùm. Chơi con này cũng dễ các bạn. Chỉ cần lao vào thế này, phát đấm cho một cái chiêu 1 này, cái này đó, xong rồi hất tung cái chiêu cuối lên một cái là team mình nó lao vào đấm cho đá cho phang cho súp mặt luôn. Rồi cũng không đang cố gắng chạy. Úi giời, eo du bắn hụt rồi, húc cho một cái nữa. Bẹt đầu nè. Đấy. Người ta bét eo su, người ta bắn còn hụt nữa. Cái ông hôm bữa mình gặp ấy. Trời ơi. Có phải bét eo su gì đâu. Vậy mà bắn phát nào trúng phát đó. Kinh thiệt. Ôi dồi ôi. Bây giờ mình thấy có nhiều người họ bán cái bản hack ma. Haha, hack các bạn. Mà tố cáo không được luôn. Thế thì thua. Bây giờ người ta nó hack ấy các bạn. Nó chơi rất là khôn luôn. Nhiều lúc nó cố tình nó bắn hụt. Đấy. Nó hack tới mức độ mà mình nói thiệt với các bạn luôn. Đó chính là ngày xưa là mình chơi đột kích á, là cái phong trào á, người ta hack á thì mình cũng hack. Nhưng mà mình chơi hack đố ông nội nào biết mình hack luôn. Ghê không các bạn? Tại vì sao? Tại vì có khi mình biết nó ở bên phải, nhưng mà mình vẫn cố gắng mình chạy đường kia, mình giả bộ mình bắn ở bên trái cho nó biết mình không hack. Trời ơi, tôi hack mà tôi chơi tới mức độ đấy luôn cơ mà. Ngày xưa chơi đột kích ấy các bạn. Tại vì đợt đấy nó đại trà lắm. Rồi hack liên tục luôn. Đánh em đau quá anh ơi, cho em về với. Trời đất ơi. Có nghĩa là trong một cái phòng đấy là có 5, có nghĩa ví dụ có 10 người chơi đúng không, thì có 5 thằng hack luôn.
thằng bên kia nó cũng hack một nửa, bên mình cũng hack một nửa. Nhưng mà đôi lúc mình khô lắm. Trời ơi, mình hack nhưng mà mình biết nó ở bên phải rồi, nhưng mà mình giả bộ mình ngắm bên trái, kiểu chơi cái mà map ở ngã tư tử thần gì đó các bạn. Bạn nào chơi được kích thì chắc bạn biết cái map đấy. Trời ơi, mình nó đứng ở bên phải nhưng mà mình ra bên trái, mình ngắm mình bắn bên trái. Đó, đâu ai biết đâu. Trời ơi. Mặc dù team mình là nó nhìn mình á, nó nhìn cái màn hình của mình. Có nghĩa là nó chết rồi thì nó sẽ được nhìn cái màn hình của người khác, đúng không? Nó nhìn màn hình người khác xong rồi nó sẽ gọi là nó bảo mình bên trái kìa, nhưng mà không, mình ngắm bên phải, mình bắn bằng. Đó. Trời ơi, sao biết được mình hack được? Đẳng cấp nó ở cái chỗ đấy. Không ai cho mình ăn thì mình ăn cái này. Đôi lúc nó phải bắn hụt vậy, nó cố tình là bắn hụt vậy để cho nó gọi là đúng với cả bài bản. Mấy ông gọi là chơi game còn non nó nhìn sao biết được. Ôi, mình nhìn mình biết chứ. Đẳng cấp mà. Ý. Mình mà xài bản hack một phát thì thôi luôn. Nát game. Yeah. Pew. Yo. Nhưng mà liên quân mình không có hack. Ý rồi ôi. Lên trời. Hình như nghe nói là cái bản hack đấy, thấy mấy bạn bình luận bảo là phải mua 1 triệu một bản ở US. Xong rồi cái gì ta? Là chống tố cáo các bạn ạ. Có nghĩa là mình tố cáo thoải mái không sao luôn. Bỏ tiền ra mua nó khác bọt chứ các bạn. Chứ đài xài đồ free rồi, tố cáo cho lôi mắt ra là khóa nick lòi hàng liền. Còn cái bản pro ấy, chắc là khi mà mình kiểu như mà mình mua bản hack đấy là người ta sẽ hướng dẫn mình luôn, cách chống luôn, cố tình bắn hụt luôn. Ui đau. Thôi, đau quá. Cái đầu xanh bẹt đầu nè. 1, 2, 3. Lên trời. Rồi, cháy. Trời ơi, tôi ke cho Velvet nó sơi mà. Ông sao là đỡ được. Trời ơi, mình ke mình thấy Velvet ở bên trên rồi. Mình nhìn bản đồ nhỏ, mình thấy Velvet rồi. Mình cố gắng gọi là câu kéo thời gian cho Velvet tới là mình chạy thôi. Chứ nếu phải đấy mà không có Velvet ở trên đấy thì mình chạy về cho nó lành. Ở lại làm gì? Ở lại câu kéo làm chi? Cho đời nó khổ. Ai ngờ đâu Kali tem bạn thấy mình hết máu. Ham. Trời ơi, ham lắm, quái lắm. Chơi, bịt. Ui dồi ôi. Wow, đông quá trời luôn. Ai dạ, đầu thế nhờ. Thôi xin lỗi AD nhá. Mình đã gọi là hết máu rồi, đâm ra mình không thể nào mà đỡ được bạn. Chích cho một phát nè, bụp cho một cái nè. Thân ai lấy lo thôi. Chứ mình ở lại nó quánh mình. Chết mất. Quánh mình chết là coi như là mình sẽ cho thêm bạn tiền đấy. Ghê vậy AD hả? Chó AD cho mình bét mà, bét tỉnh mà, đâu phải giọng vừa. VIP slip mà. Bùm. Bây giờ Liên Quân nó cũng thật giả giả, nó cũng không biết được các bạn. Trừ khi chỉ có mắn nhiều lúc. Ôi đau. Muốn ăn hảo sao? Đi về coi. Ê đi. Trời đất. Sao vậy? Nhiều lúc lỗi game thì mình lại cứ tưởng hack nhưng mà thật sự nó lại không phải hack. Nhiều lúc mình đứng trong người ta đứng trong bụi đúng không? Nhưng mà mình vẫn nhìn thấy. Đấy, nó kiểu tào lao mé lao ghê luôn đó. Rồi xong luôn, Velvet. Ui, Ryoma kìa, kỹ năng kìa. Ryoma bắt đầu thể hiện kỹ năng này. Đấy, nào. Yeah, chọc nào, đó. Xong tốc biến nào, đó. Quá sức luôn. Đúng rồi, lao vào, chọc. Ồ, ăn được Velvet luôn rồi, hay thế. Quá dữ. Hồi nãy bạn ấy bảo là em kỹ năng gì mà. Đúng, kỹ năng thiệt đấy. Mày chú tốc biến, chọc đồ. Con Ryoma mình chơi không được các bạn. Đúng là kỹ năng của mình kém nên là mình chơi mấy con kỹ năng như Ryoma là không nổi. Phế vật. Ryoma này, Velvet này, Florentino này, đến là những con tướng mình chơi phế vật vãi cần lồng đèn luôn. Mình chỉ chơi được mấy con tướng như là Toro thôi, Lumbum thôi. Chứ mấy con kỹ năng mình không chơi được, phế lắm. Ví dụ như Nakaroth hay là Murat đó, mình cũng chơi đâu được đâu, phế vật. Vào một cái là nó bẻ cổ, quay, đấm cho mấy cái như con dế. Đẩy, cao ra, Kasa, ok. Ý đồng đội mình là đẩy cao lính lên đấy các bạn, để xong rồi tập trung ăn cái con Kasa đó.
bầm. Nhiều lúc đồng đội mình nói chat, các bạn phải hiểu ý đồng đội mình chút nha. Bụp cho một phát nè, bụp cho một cái nè. Ui bắn đầu thế, ui bắn kinh thế nhỉ. Ui sợ quá, thôi đi về. Bầm chiêu, bầm chiêu, bầm chiêu, bầm chiêu. Ô, ra sau ngõm rồi. Rồi địch lính lên một cái rồi, xong rồi lên thôi. Giờ mình sẽ lên thêm một món hôn chân cho nữa nha các bạn. Chứ thật ra thì cái con tướng Lumbum này mình một món kháng phép không đủ. Con Kali nó bắn đau quá trời đau luôn rồi các bạn, chịu không nổi nó rồi. Nào nháo để bẹt ra một cái nè. Ha ha. Vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây. Bùm. Bùm 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 bùm. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi. Ôi giời ơi bịt đầu nè. Một. Ôi đau quá trời đau luôn. Yo 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 yo. Bùm. Trời đau quá. Ai da, ai da, ai da, ai da. Trời 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 trời. Em té vô bên trong đây. Đi về thôi, vì ăn ca sa anh em ơi. Vì ăn ca sa đi. Ca sa đi các cậu. Để lính cao lên rồi đó, giờ ăn thôi nè. Trời, bây giờ mình ăn ca sa là không ai đụng chạm gì tới mình luôn á. Ăn thoải mái, ăn sảng khoái luôn. Ăn tèn tèn luôn, ăn mèn là nhèn luôn. Trời ơi, rừng sao chết ngắc rồi. Rồi xong ông rừng này thiệt tình binh như vậy luôn, không chịu về ăn nữa. Ảo tưởng sức mạnh quá ta. Lại thích làm gọi là Veret kỹ năng à. Mất rừng rồi đợi hả? Đợi thì đợi. Húc cho một phát nè, chọc nó, đúng rồi, xỉa nó, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, Richter ghê vậy, bay ra không bay vào ghê à. Thú vị nhỉ. Này thì bay ra bay vào nè. 1, 2, 3. Trời ơi, đang tính cho một phát lên trời mà cuối cùng chết ngắt rồi còn đâu. Hello Bobby. Đùng. Rồi win. Win được đấy. Team bạn còn có 3 người à. Kali nó giữ trụ thì có vẻ như là hơi bị khá là VIP đấy. Chơi nó. Ui ui đau 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 đau. Một hai ba lên trời. Ai chà. Ui da. Ui da. Ghê nhờ. Ghê nhờ. Đùng chiêu, đùng chiêu, chiêu đùng, đùng chiêu. Bẹt đầu nè, bẹt đầu nè. Quá đã. Trời ơi, chết hết luôn rồi. Chủ đang bắn mình các bạn ạ. 1, 2, 3, lên. Lên đâu thì không mình không biết. Nhưng mà lên, lên, lên không chung là có thiệt. Ngộ không hả? Không nó ký đầu vị tướng AD cho mình à. Chết ngắc luôn rồi. Lum bum tới. Richter làm sao? Bùm 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 bùm. 1 2 3 lên trời. Ôi rồi ôi ôi bay vào kinh thế nha, kinh thế nha. Richter đem bạn biết chơi các bạn ạ. Thằng này đánh kinh thật luôn, nó đánh hay vãi lòng luôn Richter ấy. Rồi ok, cuối cùng thì trận đấu cũng là chiến thắng rồi. Bạn nào muốn mua nick thì vô shop nick của mình dưới phần mô tả video hoặc bình luận mình đã ghi ở trên phần comment đấy nhá, hoặc các bạn có thể nhắn tin vào fanpage cho mình với, thì mình sẽ đưa đường link cho các bạn vào đúng shop nhá. Giờ mình nghỉ đây, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau, bye bye.